thì lúc nào trong cái đầu mình cứ suy nghĩ, nó cứ suy nghĩ hoài á thầy, thì làm sao mình có thể hạn chế được suy nghĩ trong lúc mình thiền á thầy? Và theo kinh nghiệm tu tập của thầy thì bao nhiêu lâu thì cái sự mà suy nghĩ nó sẽ giảm đi và nó không còn nữa á thầy? Cảm ơn thầy. Để vượt qua sự nói nhẩm trong tâm, nói nôm na là suy nghĩ đó, dưới dạng độc thoại, vì thời gian dài hay ngắn lệ thuộc vào cái việc tu chánh niệm chúng ta hàng ngày. Nếu quý vị có thói quen tu chánh niệm theo công thức giờ nào công việc đó, không gian nào công việc đó, tức là tập trung cao độ, Đức Phật gọi là nhất tâm, từ khi thực tập ngồi thiền đó, chỉ trong vòng vài phút là quý vị đã đạt được thiền chỉ đó, tức là một trạng thái của định samatha. Còn những người quen với các hoạt động phân tâm, như là trong cùng một thời điểm làm 5-7 công việc khác nhau đó, thì khi tập trung xuống ngồi thiền đó, hay là ngồi niệm Phật đó, thì mặc dù không gian rất là yên tĩnh, mọi thứ xung quanh đã dừng lại, nhưng mà trạng thái nói nhẩm trong tâm dưới dạng độc thoại, tức đó một mình đó, vẫn diễn ra, thì việc ngồi thiền đó không có kết quả. Để khắc phục, với vị lưu ý một số điều sau đây. Thứ nhất đó, hãy xem bài kinh 16 quán niệm hơi thở trong quyển Kinh Phật cho người tại gia. Thì bài kinh này nằm vị trí 45, trang 623, hoặc là sử dụng cái nghi thức riêng đó, Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, thì đó là bài kinh đứng vị trí thứ hai. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật dạy 16 kỹ năng thở thiền. Và cái cốt lõi đó, quý vị chỉ cần nhớ một số điểm thôi, đó là sử dụng hơi thở và sự điếm hơi thở làm cây cột để tâm an trú trên đó, giống như cây cọc. Người chăn bò đó đã cột cái cây cọc bằng sợi dây vào cái cổ của con bò, nên con bò nó chỉ chạy trong cái đường kính của sợi dây thôi, bán kính của sợi dây thôi, thì theo đó nó không giẫm đạp và phá hoại nông nghiệp đang diễn ra xung quanh. Thì tâm của con người nó còn hơn con bò, chứ chạy nhanh hơn con ngựa, truyền nhảy hơn con khỉ ở trong rừng. Do đó trong thời gian ngồi thiền hay niệm Phật đó, chúng ta tập trung điếm hơi thở. Ai chưa đọc qua bài kinh Quán Niệm Hơi Thở, gọi đủ đó là kỹ năng 16 thở thiền, thì nên đọc lại bài này. Thì bốn kỹ năng đầu đó, liên hệ đến chánh niệm của thân. Hơi thở thứ 5 đến thứ 8 đó, liên hệ đến chánh niệm cảm xúc. Hơi thở thứ 9 cho đến 12 đó liên hệ đến hơi thở của tâm. Và bốn hơi thở cuối cùng liên hệ đến pháp. Vì đến 16 hơi thở gắn kết với bốn đối tượng tu tập, quý vị sẽ khó nhớ hết được lắm. Và mình tập trung vào một phần nào đó, nhưng ở giai đoạn 1 để đạt được định thì chúng ta chỉ cần nhớ hơi thở ra vào và bốn thì thở thôi. Thì cái công thức mà thầy thường gửi cho quý vị đó là 5 2 9 2. 5 là thời lượng hơi thở hít vào bằng lỗ mũi, số 2 đó là nín thở để thanh khí xuống tận đan điền, 9 là hơi thở được tống ra từ đan điền lên bụng, từ bụng lên ngực, từ ngực ra thanh quản, từ thanh quản ra hai cửa lỗ mũi, tức là 9 giây đó. Sau đó nín thở 2 giây để không còn trượt khí nào bám ở vùng đan điền.
Và người nào mà tâm nó cứ chạy lung tung á thì nhớ thêm hai động từ phình 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 lặp ba lần, xẹp 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 lặp ba lần. Như vậy là khi thở từ hai cửa lỗ mũi vào khoang mũi đến thanh quản xuống đến vùng ngực thì liên hệ đến phình ngực, phình bụng, phình đan điền. Nó ở vị trí nào thì chúng ta liên tưởng sự phình ở vị trí đó. Và sau cái phần nín thở 2 giây đó thì chúng ta xẹp đan điền, tức là thoát ở cái vị trí đan điền, xẹp bụng, thoát vị trí bụng, xẹp ngực, thoát vị trí ngực, để mà đưa khí lần lượt từ đan điền ra bên ngoài. Cứ như thế là quý vị đếm 1, tức là thực hiện được một hơi thở với chu kỳ 4 thì để đếm con số 1. Làm được 18 lần như thế đó thì hoàn tất được 3 cho đến 3 phút rưỡi thở. Thì lúc đó tâm quý vị theo dõi vị trí hơi thở đi vào ở 6 điểm nè: cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, tức là 3, ngực, bụng, đan điền, 3 là 6. Rồi là tập trung vào cái số giây qua công thức 4 thì 5, 2, 9, 2 vào và ra thì tự động tâm nó được an trú. Nó không còn cái thời gian và duyên để bám vào những cái khác nữa. Đó là thực tập thiền chỉ để dừng lặng các hoạt động giác quan. Thì lúc đó quý vị nhớ ngồi lưng thẳng nè, trong tư thế thoải mái, không gồng, mắt khép lại 100%. Còn người nào mà bị suy nhược thần kinh á, hay là bị kiệt sức do thiếu ngủ thì khép mắt khoảng 90% thôi. Vì khép 100% chút xíu nó an thần ngủ luôn. Thì lúc đó là người đó đang nhập vào ngủ thiền. Thì ta có tứ thiền thôi. Cái này là ngủ thiền chơi chữ nha. Ngủ là năm trong chữ Hán, mà ngủ là đi ngủ hay là ngủ gà ngủ gật trong tiếng Việt. Nó chỉ khác nhau ha. Ngủ là năm á, thì là dấu ngã. Còn đi ngủ á, hay là ngủ gà ngủ gật là dấu hỏi rồi. Kỹ năng thở đó phải nắm vững. Không nắm vững á, thì ngồi xuống chỉ là nói nhẩm trong tâm thôi. Nội dung 2 đó, đó là tập trung vào 5 hơi thở chính. Hơi thở thứ 5 đó là làm chủ chánh niệm ra vào với hơi thở ha. Tôi cảm nhận sự mừng hoan hỷ. Hơi thở thứ 6 đó, chánh niệm với hơi thở ra vào. Lúc đó quý vị cũng điếm 5292 ha. Tôi cảm nhận hạnh phúc. Thế vậy là ở hai cái kỹ năng thở này, chúng ta đang trải nghiệm cảm giác tích cực bằng sự hoan hỷ và hạnh phúc. Thì hai cái cảm giác này giúp cho quý vị tống khứ được một cách rất là dễ dàng buồn, lo, khổ mà vốn nó tấn công tâm trạng và làm cho quý vị rơi vào trầm cảm. Thì thực tập quán trải nghiệm sự vui mừng và sự hạnh phúc đó thì quý vị mới vượt qua được trầm cảm. Ở hơi thở thứ 12 đó thì làm chủ hơi thở ra vào, tôi cảm nhận tâm giải thoát. Điều đó quý vị liên tưởng tháo mở hay là cỡ trói tâm khỏi sợi dây tham ái, sân hận, rồi lo lắng, hoài nghi, bất an, vân vân. Tức là mình đang bị vướng kẹp cái gì đó thì mình cỡ trói cái đó. Ở hơi thở thứ 13 đó là chánh niệm với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận vô thường để vượt qua tiếc nuối và không có đùn đẩy cái công việc hiện tại cho tương lai, giờ nào có việc đó. Và ở hơi thở thứ 16 đó là cùng với hơi thở chánh niệm ra vào, tôi cảm nhận buông bỏ, tức là buông nỗi khổ, buông niềm đau, buông lo lắng, buông căng thẳng, buông bất an, buông hoài nghi.
Tức là ai bị vướng kẹt vào cái gì đó thì nhận thức và buông bỏ nó. Thì đó là năm động từ ha, hay là danh từ, danh động từ: quan hỷ, hạnh phúc, tâm giải thoát, vô thường và buông bỏ. Thì sáu nội dung trên, năm nội dung trên 16 kỹ năng thở thiền đó sẽ giúp cho người thực tập thiền đó vượt qua được trầm cảm. Và quý bà quý cô nên thực tập năm kỹ năng thở này, tại vì người nữ sống với cảm xúc nhiều, cảm xúc nó làm cho nỗi buồn á khi bị dướng vào nó kéo dài hơn. Và khi kéo dài nỗi buồn thì dẫn đến trầm cảm, trầm cảm không giải quyết thì dẫn đến cảm giác tự tử hoặc là tự tử thật. Thì như vậy 16 kỹ năng thở thiền đó, nó gồm có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là chỉ, tức là ở phần 1 nãy thầy hướng dẫn đó, đó là vận dụng làm chủ hơi thở ra vào, điểm con số vế thở 4 thì chúng ta đạt được định. Rồi năm hơi thở vừa nêu ở phần 2 đó giúp cho chúng ta đạt được tuệ. Như vậy trong thời gian thực tập thiền, nếu quý vị có 15 phút thì 5 phút dành tập trung cho thiền chỉ, 10 phút tập trung cho năm nội hàm của thiền quán. Thì lúc đó quý vị đạt được chỉ quán song tu. Còn đối với những người tu trong những khóa tu 7 ngày hoặc 10 ngày đó, thì ngày thứ nhất nên tập trung thiền chỉ thôi, để tập trung cao sự nhất tâm. Rồi ngày thứ hai đó thực tập và thiền quán ha, với năm điều nêu trên. Rồi ngày thứ ba đó là thực tập thiền quán ha, chú trọng đến một số nội hàm trong 16 điều còn lại đó. Rồi ngày thứ tư đó, có thể thực tập và quán thân. Ngày thứ năm đó, là thực tập và quán cảm thọ. Ngày thứ sáu thực tập quán tâm. Ngày thứ bảy đó, thực tập quán pháp, tức là phát trí tuệ nhờ làm chủ được bốn phương diện của thiền quán. Như vậy là cứ 7 ngày chúng ta có 7 nội dung tu tập khác nhau. Nó đỡ dẫn đến cái cảm giác nhàm, vì cái gì mà nó lặp tới lặp lui đó, nó làm cho ta dễ bị nhàm, hoặc là ngộ nhận rằng là mình đã nắm vững nè về việc lý thuyết nhưng mà chưa sâu về thực hành. Như vậy lúc nào tâm cũng gắn kết với các nội dung về kỹ năng thở thiền và nội dung thiền, thì lúc đó tâm không còn thời gian để bám vào những thứ khác. Thực ra thì Đức Phật nhấn mạnh đến tu thiền quán để mở trí tuệ hơn là tu thiền chỉ để đạt được định. Về định thì chủ yếu là hơi thở thôi, điểm hơi thở. Còn các pháp tu còn lại của Đức Phật đó là mở trí tuệ. Và định thì nó gắn kết với động tác ngồi, tức là thiền tọa. Quán thì quý vị có thể áp dụng trong bốn tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Nhất là những người bị đau xương khớp, đau đa khớp, thì việc ngồi lâu không tiện. Thì lúc đó quý vị thực tập thiền quán qua trạng thái thiền hành, tức là đi nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, và tập trung vào những cái nội dung như vừa nêu. Cho nên về phương diện lý thuyết đó, thì quý vị phải chịu khó đọc cái quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, bài 1, bài 2. Đó là hai kỹ năng cốt lõi nhất về tu thiền. Bài 5 đó là nghệ thuật tu thiền trong hiện tại, bây giờ và tại đây với chánh niệm và tỉnh thức. Đó là giá trị cốt lõi, có thể áp dụng được ở nhà, ở nơi làm việc, hay là ở những địa điểm mà quý vị đang có mặt. Nếu không nắm vững ba bài kinh đó, đó thì ngồi tu thiền hay ngồi niệm Phật toàn là vọng niệm, nói nhẩm trong tâm không ta. Lưu ý phần đó. Đó là lý do thầy chủ trương quý vị phải thường xuyên đọc kinh. Vì không đọc làm sao nhớ, không nhớ làm sao thực hành.
không thực hành đúng theo lời Phật dạy làm sao trúng được, mà không trúng làm sao có kết quả. Nó là một cái mắc xích đó, gồm có nhiều yếu tố kéo theo vậy đó. Nên cố gắng nha. Yeah.